khi xem clip này các bạn đã hiểu thêm về anh Thống, một kẻ rất gian manh, đầy quỷ quyệt, một con muôn đích thực với khả năng farm tiền và cũng đầy lươn lẹo ở trong khả năng outplay. Anh Thống chính là anh Thống, một phong cách đánh mà chúng ta cũng lâu rồi không được nhắc đến anh Thống, đó là kỹ năng cao, outplay tốt và gánh mạnh. Anh Thắng vẫn đang ở trong giai đoạn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mày biết bố mày là ai không? Mày biết bố mày là ai không? Đấy, thôi 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 không cần phải biết bố em là ai đâu. Chạy 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 đã, chạy đã. Từ 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 từ. Đây có đồ, có đồ. Mày biết bố mày là ai không? Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Anh Thắng. Vâng, pha xử lý của anh Thắng, phong cách đánh điển hình của một người chơi mưu mèo. Vâng, anh Thống nhảy vào đầu mày. Vâng, ăn hết hai mạng, anh ăn hết. Ok, 5 viên chí mạng, còn lại là xuyên giáp. Đấy, xuyên giáp, công lý xuyên giáp, công lý xuyên giáp, tốc đánh tốc chạy, ngọc đơn giản của Lai Bông. Ok, chúng ta cùng nhau đến với anh Thống, đội trưởng của đội tuyển Sài Gòn Phantom, Captain Lai Bông. Người mà theo như chúng ta hay nói là đã lâu rồi. Ờ, từ từ. Anh em tác phong công nghiệp tí, công nghiệp của này tí, công nghiệp của này tí. Ok, chúng ta cùng nhau đến với anh Thống, đội trưởng của đội tuyển Sài Gòn Phantom, Captain Lai Bông. Vâng, người mà dạo ở đây chúng ta nói rằng là lâu rồi mới thấy anh ấy quay trở lại với cái phong độ như thế này. Lâu rồi mới thấy anh ấy quay trở lại với phong độ của một người chơi hệ gánh, một người chơi hệ chủ lực tuyệt đối của đội tuyển. Đó, anh Thống. Anh Thống trong trận đấu này sẽ gõ đầu những người em cùng khu vực, đó chính là vị trí của TDT trong một trận đối đầu ở trong một giải đấu quốc tế. Lá thăm may rủi đã đưa anh Thống đến với TDT. Trong buổi reaction bốc thăm thì anh Thống có vẻ không quá hài lòng. Anh Thống không muốn gặp các đội tuyển Việt Nam, anh Thống muốn gặp các đội tuyển nước ngoài để đấm nhau hơn. Nhưng lá thăm đã đưa đến với TDT, có lẽ anh Thống cũng hài lòng hơn là việc đánh với One Star. Có lẽ là anh Thống vẫn hài lòng hơn việc là thi đấu với One Star trong trận chiến này. Lúc này thì anh Thống, ôi ơi, vẫn phải ra hit. Tôi đang định khen anh Thống là anh Thống đợt này nhường lính mid, nhưng anh Thống bảo đéo. Anh Thống bảo là lính là của tao, tao hit chung. Vâng, anh Thống vẫn như thường lệ, phong cách farm đến từ anh Thống, vừa farm vừa check map, lag hết cả mắt. Anh Thống mặc dù check map rất nhiều nhưng mắt lại không lag. Anh Nain mặc dù check map ít hơn nhưng thôi, nói đến đấy thôi. Lúc này thì chúng ta đang nhìn thấy anh Thống núp ở đường giữa và hit lính hai con, mỗi tên xin hai con. Anh Thống nhẹ nhàng lướt. Hồi chạy tụt quần. Uầy. Ôi, nhảy emote ngay anh Thống. Mặc dù chúng ta nói rằng là dạo gần đây đội trưởng Thống của chúng ta là rất trưởng thành, nhưng nếu như cần thiết, đúng không? Nếu như mày thích nhảy emote ngay. Mày sợ chưa? Vâng, bị chúng nó đánh cho tụt quần về nhảy emote. Đó là anh Thống. Không chết cái là có tiểu phẩm. Vâng, anh Thống đã bị đối phương đuổi mẹ về nhà rồi. Rồng ra thì anh Thống bị đuổi mẹ về nhà rồi. Lúc này thì anh Thống quay trở lại. Anh Thống đang quay trở lại hang rồng, đồng đội đã bảo vệ để cho con rồng chưa bị ai ăn. Anh Thống muốn can thiệp vào trong pha thi đấu này. Anh Thống, ôi giời ơi, pha trừng trị đi vào lòng đất này. Sao lúc này anh không nhảy thông thạo đấy, anh không nhảy em bớt đấy. Không, anh trừng trị trượt nên anh đéo nhảy. Ok chưa? Vâng, anh sử dụng luôn cả trầm trọng lực luôn trong pha thi đấu này. Anh Thống bảo là pha này tao trừng trị trượt, nhảy cái đéo gì. Ok chưa, anh Thống quay trở lại với bùa xanh và bắt đầu lên cho mình một cái giày kiên cường. Như vậy là anh Thống sẽ không lên full đồ rừng mà thay vào đó là sẽ là nửa đồ rừng, sau đó là giày. Lướt đập mặt vào tường một phát, mất một đam, không sao, anh Thống trừng trị luôn cho nó gắt. Ok chưa, nếu như mà tao đã không gây được đam rồi, tao trừng trị. Vâng, đến con bùa đỏ không có trừng trị nhưng mà không sao. Chưa ai can thiệp được vào anh Thống cả. Lúc này với phút thiếu thứ 3, anh Thống vẫn đang đi farm, chăm chỉ, nhiệt tình, cần cù, chịu khó. Anh Thống lên xong giày, anh Thống quay trở lại lên đồ rừng. Kiếm truy hồn là lựa chọn của anh Thống ở trong trận đấu này chứ không phải là Zil'Gnor. Không phải là Zil Leviathan cũng như là Zil'Gnor. Và đây là anh Thống. Đau đít quá. Đau đít quá anh Thống ơi.
phương nhanh hơn. Đối phương nhanh hơn anh Thống ở trong pha xử lý vừa rồi. Và thế là đau hết cả đít đến từ vị trí của anh Thống. Về. Vâng, kết thúc giao tranh. Vỗ tay. Vỗ tay. Nó nhanh hơn anh Thống một nhịp. Đường dưới mất mẹ mạng rồi. Khi mà anh Thống cũng như là cả anh Fit đều về thì chúng ta mất một cái mạng ở đường rồng rồi, khi không có sự hỗ trợ của người trên đường giữ và người trên đường rừng. Anh Thống quay trở lại, bùa xanh 10 giây nữa ra. Anh Thống quyết định là bỏ qua bùa xanh, xuống dưới đường dưới, nhìn thấy Kai'Sa. Kai'Sa, mục tiêu. Chưa, anh Thống chưa nhảy. Anh Thống, chưa nhảy. Anh Thống rất bình tĩnh để biết nó sẽ né. Kiểu gì nó cũng né, nên anh Thống sẽ không nhảy trong ba thiếu vừa rồi. Mất trụ thì thôi, con bùa xanh đã có zero giữ hộ. Thế mà anh Thống lại còn ghim thêm vào là em lại anh quý. Ok. Mặc dù anh Thống được đồng đội giữ hộ bùa xanh nhưng vẫn không quên khịa đồng đội. Đội trưởng thật là mẫu mực anh Thống. Này nhá, đứa nào mà cắt ra xong rồi bảo là anh Tùng suốt ngày chửi anh Thống là tao không tấu hài cho mày xem nữa đâu nhá. Chúng mày nghiêm túc là vừa thôi nhá. Nghỉ ấp rồi có thằng nào mà quay ra lại bảo mẹ anh Tùng chửi anh Thống ở trên live, chết dở thật sự luôn đấy. Nào, quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu này, phút thi đấu thứ 5. Từ nãy giờ anh Thống chưa làm các mẹ gì cả, anh Thống chỉ đi farm thôi. Anh Thống farm cứ farm và farm sẽ nhận được nhiều tài lộc. Câu này anh Piedman hát, không phải anh Thống hát. Nhưng mà về cơ bản thì anh Thống vẫn đang farm cứ farm và farm thôi. 5 phút, tiếp tục ăn bùa đỏ, không nhường cho bố con thằng nào hết. Anh Thống đang cần tiền, anh Thống đang cần gánh. Ok, lúc này thì anh Thống di chuyển ra đường giữa. Nhìn thấy Ara, bỏ qua. Thằng này trâu, không đánh được, trừng trị luôn con quái luôn. Vâng, rất nhanh tay, thao tác không một động tác thừa. Đến từ pha last hit vừa rồi của anh Thống, không một động tác thừa. Sau đó anh Thống xuống với đường dưới. Con lính đây ra hit, thôi anh Thống farm tiền thì thật sự luôn. Nói thật với các bạn luôn, nếu như nói về một người muốn mê, nếu như nói về ai đó mê tiền, hay nói đến anh Thống, một người sắp lấy vợ, rất cần tiền, anh đang rất cần tiền. Vâng, nhưng mà nếu mà thấy địch thì thôi. Anh Thống, vâng, lát hit không trượt con nào. Anh Thống tìm đến tiền thì thật sự luôn. Nó là, đấy, nó là tại sao người ta giàu, tại sao anh Thống lại giàu, tại sao anh Thống lại giàu. Bởi vì anh ấy đi farm, tụt quần, trừng trị lính không một động tác thừa. Thế mà anh ấy trừng trị Seja thì trượt, vâng. Bởi vì Seja không cung cấp nhiều tiền. Đấy, Seja cung cấp tiền cho cả team. Úi dồi ôi, không một động tác thừa. Anh Thống không một động tác thừa. Hay gọi anh là anh Thống, không một động tác thừa. Giá như lúc trừng trị con xe ra anh cũng nhanh như vậy. Lúc trừng trị con rồng anh mất tụt quần. Nhưng nếu như đó là không một động tác thừa. Con chim này là của tao. Anh Thống đã có chim. Ok, lúc này thì anh Thống quay trở về. Phút thi đấu thứ 6, phút thi đấu thứ 6 của trận đấu. Tiếp tục là những pha farm rừng đỉnh cao. Lý do tại sao mà anh Thống lại có 9.400 tiền trong khi đối phương mới chỉ có 8.000 tiền. Đó, last hit của tao. Con này cũng của tao. Thằng Fit đi ra. Không nhường. Của tao. Thằng Red đi ra. À không, anh Red. Ôi không, nó ăn mất rồi. Wow, quả người biết thấy trình trị. Anh Thống chắc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thôi, chúng ta quay trở lại với giao tranh. Anh Thống đã có khá nhiều tiền. Anh Thống tìm thấy Nolan. Anh Thống chưa. Anh Thống vẫn đang đi farm thôi. KDA trong 6 phút đầu tiên của anh Thống là 0-0-0. Vâng, rất đẹp. Đội trưởng Thống, anh đang có 4.500 tiền rồi. Tiếp tục đi farm, lần này anh lát hit được rồi. Anh phải rất đầu tiền. Anh phải rất đầu. Riêng về cái gì thì không cần phải nói. Chứ riêng về tiền, anh sẽ dẫn đầu xu thế về tiền. Tiếp tục sẽ là những tình huống đi farm. Và chúng ta lại văng vẳng đâu đó câu hát farm cứ farm và farm sẽ nhận được nhiều tài lộc. Vâng, nào anh Thống. Anh Thống mất chiêu cuối rồi, không bắt được. Anh Thống bị nhìn thấy ngay lập tức, nhanh như cắt anh né được. Nhanh như cắt là anh né được. Nhanh như điện và tiện như bông. Quay trở lại với con khỉ. Không có chừng trị nhờ, mất chừng trị rồi. Anh Thống hơi tiếc con vừa rồi. Giá mà anh còn cái chừng trị thì chúng mày cướp được quái của anh. Ây da, tiếc quá. Tiếc cho anh Thống. Nào, anh Thống.
Anh Thống quyết định đi ra. Tham đã. Từ từ. Quỳnh, vâng, vẫn đau đít ạ. À. Pha nhảy vừa rồi vẫn không trúng người. Đánh thường thì trúng nhưng nhảy thì trượt. Anh Thống, thật ra quả đấy nhảy dọa nó chính thôi. Thật ra là dọa là chính thôi. Mục tiêu của anh Thống là tân lính lườm rau gắp thịt. Vâng, mắt của anh thì lại rất chuẩn. Nhưng mà nhìn thì không khác gì này nhìn. Lườm rau gắp thịt đến từ ví dụ anh Thống trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và đây là... Ui, mất người rồi. Thôi, cút. Farm. Anh em farm. Vâng, anh Thống một khi mà đã lỗ rồi chỉ có đi farm. Lỗ rồi là không chơi nữa. Anh Thống, tôi xem anh Thống nhiều rồi. Tôi có hiểu anh Thống. Rất ít khi, trừ khi là những mục tiêu quá lớn như là xảy ra bạo chúa. Nhưng còn nếu như mà trong trường hợp gọi là kiểu như kiểu mà trong những cái pha thông thường ấy mà lỗ rồi anh Thống đi farm mà sao lại hiện hiện Nain hoài. Trêu anh Nain tí làm gì căng. Anh Nain không dỗi đâu. Anh Nain làm gì biết tiếng Việt mà dỗi. Thôi quay trở lại nào anh Thống. Thật ra anh Thống không cần đánh nhau đâu. Chúng mày cho tao xin mấy con lính thôi. Không, anh Thống cảm thấy rằng là ở đường giữa cần phải hỗ trợ. Anh Thống farm đủ rồi. Anh Thống giao hỗ trợ cho anh Zero. Lúc này thì con lính... Vâng, trừng trị lính thì không bao giờ... Không bao giờ có động tác thừa. Và vẫn kịp phát hiện. Anh Thống cần tham chuẩn thật. Và... Anh Thống cần tham chuẩn thật. Tưởng là anh Thống bỏ tất lính đường trên. Nhớ, anh Thống nhớ. Ghim trên đầu 200 tiền ở đường trên, tao nhớ. Tao còn nhớ nguyên 200 tiền ở đường trên, tao vẫn nhớ nguyên. Ghim. Anh Thống ghim. Ôi giời ơi. Anh lại còn lát hit được con lính 250. Ngon ơ. 250 ở đường trên, ngon ơ. Vâng, anh Thống, vâng. Chúng ta được chứng kiến tại sao anh Thống lại là FMVP về farm rừng ở trong tất cả các mùa giải tại đấu trường danh vọng. Thì chưa bao giờ mà anh Thống là người ít tiền hơn chúng ta có thể thua. Ok, chúng ta có thể 5k. Ok, chúng ta có thể là bâng 5k. Nhưng riêng tiền nhá. Riêng tiền thì cái đấu trường danh vọng này anh Thống nhảy đẹp quá. Nhưng đối phương còn nhiều chiêu quá anh Thống. Vẫn còn băng xương. Chạy đã. Lùi một nhịp. Anh Thống bảo toàn tính mạng đã, farm. Ok. Riêng về vấn đề tiền, bao mùa đấu trường danh vọng rồi, anh Thống đã thua ai? À, cuộc đời của anh chỉ có đi farm thôi. Không có thằng nào, bất kể thằng nào nhá, riêng về tiền nhá, bất kể thằng nào, không thằng kia đẩy ra. Đấy, anh Thống phải hit được hết. Hit hết, hit nữa. Hit mãi. Vâng. Đấy chính là đội trưởng Thống của chúng ta, FMVP farm. Xin được gọi tên Thống Lai Bông. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu này, phút thứ 11. Lúc này thì Bâng và những người đồng đội của mình vẫn đang đi farm một cách miệt mài. Anh em fan của Bâng xem có khó chịu không? Nếu mà xem mà khó chịu thì tôi đổi phong cách sang kiểu như kiểu nói chuyện nghiêm túc nhá. Đấy, còn nếu mà anh em mà cảm thấy không sao thì chúng ta vẫn sẽ duy trì cái cách nói hơi trào phúng một tí anh em nhá. Tôi chỉ sợ anh em lại kiểu về bảo mẹ anh Tùng anh chửi Bâng chết dở. Đây là pha điếu mà bắt được rồi. Nolan sai rồi. Lần này thì tiền của anh Thống đã bắt đầu lần đầu tiên phát huy tác dụng. Chúng ta cùng nhau xem lại pha điều này. Lần đầu tiên tiền của anh Thống phát huy tác dụng. Mặc dù Nolan đã rất nhanh, nhưng ngay lập tức là một tình huống áp sát đến từ anh Thống khi cầm bùa đỏ ở trên chân. Nolan không còn đường chạy ở trong pha điều này. Lúc này thì không, nhiệm vụ là vẫn phải về hit tiền cái đã. Mặc dù ăn được mạng thì nó cũng quý đấy, nhưng mà phải về hit tiền cái đã. Anh Thống đang đi sau ở trong pha điều này. Đấy, từ né chiêu, né vòng của Ignis. Sau đó thì đi lên cùng toàn đội. Bây giờ là can thiệp vào con Seja nhưng mà rất nhanh như TDT. Rất nhanh. Một tình huống mà TDT đã xử lý rất nhanh. Vâng, Bâng thì một khi đã không có mục tiêu thì làm gì? Thì tiền. Một là ăn mục tiêu, hai là ăn tiền. Thế thôi. Không nói nhiều. Không đi làm việc vô bổ. Nếu như mà để mà khen thì phải thật sự khen là khả năng đánh hơi mùi tiền của Bâng rất tốt. Chúng ta có thể nói một cách cơ bản đó là Bâng có khả năng cảm quan map về map farm rất là tốt. Công nhận điều đó là từ ngày xưa rồi các bạn ạ. Khả năng mà Bâng đi đến đâu, các bạn, chúng ta hay nói một câu thế này là Bâng đi đến đâu thì tiền nảy ra đến đấy. Nó không phải là ngẫu nhiên đâu các bạn. Đây là một trong những thứ mà người ta gọi là cảm quan đấy các bạn.
bạn ấy có cảm quan, bạn ấy có cái tư duy farm rất là tốt. Không phải ngẫu nhiên, không phải là đơn giản, không phải là vì bạn ấy được nhường tiền mà bạn ấy nhiều tiền đấy đâu. Một phần là bởi vì bạn ấy được nhường tiền, nhưng mà một phần là bởi vì cảm quan farm của bạn ấy rất là tốt, tơn lính, tơn liếc các thứ, tính toán rất là tốt. Fan cứng anh Tùng từ 2019 bơm Tùng mõm 8.000 thể lực. Vâng. Anh Tùng thật là tuyệt vời, nhờ video đỉnh cao của sự kỳ vọng, thóng lai bưng mà mọi người đều biết được anh Tùng đã có sự nhìn nhận cũng như chuyên môn khi từng cầm quét leo thách đấu được anh thóng tới nay mà có một video tới giờ nhiều người vẫn nhắc đến. Imo, đừng nhắc đến việc là anh Tùng đã từng đối đầu với anh thóng bao giờ. Anh Tùng ngày xưa cũng được Phú Nguyên anh thóng đầy view. Nào, tiếp tục là các bạn, cảm ơn anh em nhiều nha, cảm ơn anh em nhiều. Quay trở lại với trận đấu này, làm thế nào để có cảm quan farm như anh thóng á? Ơ kìa, thì các bạn phải cảm quan được tơn lính, các bạn phải cảm quan được bản đồ. Đấy là lý do tại sao mà anh thóng check map như là lag ấy. Anh thóng check map nhiều vậy để làm gì? Không phải ngẫu nhiên đâu các bạn. Thứ nhất là để biết rằng đối phương có ở đấy hay không, đi farm ở đấy có nguy hiểm hay không. Đấy, thứ hai nữa là để anh thóng có thể cảm nhận được rằng là đấy, mình sẽ đến đâu để là hợp lý ở trên bản đồ, đối phương ở đâu, mình có cần phải xuống đép hay không, hay là mình sẽ được đi farm. Thì cảm quan rất là tốt. Và các bạn thấy này, đấy thấy không? Khi bắt đầu đến lúc mà anh... Đây, đây, người ta gọi đây là gì? Sao lại nghe Indonesia? Nghe Indonesia? Không, làm gì? Chắc thằng nào fake tên nghe Indonesia chứ. Nghe Indonesia á? Thôi đéo được. Từ nãy giờ trêu anh nghe nãy giờ, thôi chết rồi. Chết rồi, phải con rô, run run thì đéo nào. Ôi thôi! Mày nói tiếng tàu luôn. Không, nó nói tiếng tàu luôn mà. Trong cuộc đời bình luận của Tùng Họa Mi, một trong những người chơi mà Tùng Họa Mi nể nhất đó chính là Nain. Một trong những người chơi đã để lại ấn tượng lớn nhất trong cuộc đời của Tùng là Nain. Và Bâng cũng đã từng thua Nain ở trong một trận chung kết. Vì vậy nên Tùng không nể Bâng và Nain. Riêng Nain luôn. Riêng với Nain. Anh Thành vừa donate, anh Thành có đẹp trai không? Anh Thành có đẹp trai là có đẹp trai. Anh Thành có duyên dáng không? Có duyên dáng là có duyên dáng. Nhưng không bao giờ anh bằng được anh Nain. Một trong những người chơi mà Tùng khâm phục nhất về mặt kỹ năng cá nhân cũng như là khả năng thi đấu gánh team. Nain, Lai Bâng đã từng thất bại trước Nain ở trong một trận đấu. Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với trận đấu của Lai Bâng. Ok. Nếu như nói về một người chơi mà tôi hâm mộ nhất, Nain luôn có một vị trí ở trong đó. Thao tao tay điềm tĩnh, không bao giờ nháy đèn như anh Thóng. Đấy. Thao tao tay cực kỳ điềm tĩnh đến từ anh Nain. Anh Thóng phải nháy đèn đau mắt lắm, không phải đùa đâu. Ok, quay trở lại. Lúc này KD của anh Thóng đó là 100. Và lượng tiền mà anh Thóng có thì tất nhiên rồi, vẫn là một con số dồi dào. Và bắt đầu đến thời điểm các bạn nhá. Bắt đầu đến thời điểm mà anh Thóng bắt đầu không farm nhiều nữa rồi và nhường bùa rồi. Anh Thóng farm đủ rồi các bạn nhá. Anh Thóng farm rất nhanh và đủ rồi. Và đây là khoảng thời điểm mà anh Thóng đã đủ tiền rồi các bạn. Không cần thêm nữa. Và đây là anh Thóng tìm thấy được tê nhân, có giáp hộ mệnh luôn. Anh Thóng đang để lửa để nguyên cái giáp hộ mệnh đấy để lừa. Anh Thóng khôn thế. Ôi, pha thi đấu này. Tôi xin được dành một lời khen cho anh Thóng. Xin lỗi anh Thóng. Thứ nhất, đấy là anh Thóng đã đủ tiền để lên giáp hộ mệnh ở phút tiêu thứ 15. Chưa đến 15 đã đủ tiền. Anh Thóng farm đầy đặn lúc đầu. Xong đến khi mà đến tơn này đã là một tơn mà anh Thóng đã nhường lại lính rồi. Đã nhường lại bồ xanh, nhường lại lính rồi. Từ phút 13 anh Thóng đã nhường dần rồi. Đã bắt đầu nhường dần rồi. Xong rồi sau đó pha thi đấu này, anh Thóng rất nhẹ nhàng. Anh Thóng biết là mình đủ tiền rồi. Anh Thóng nhìn thấy mình đủ tiền rồi. Và Mày này. Anh em nào thông minh thì sẽ biết ngay là tại sao. Không, chỉ sao không phải là thông minh, mà anh em nào chơi game ở rank cao sẽ biết ngay tại sao anh Thóng lại chưa lên giáp hộ mệnh. Anh em nào mà xem nhiều sẽ biết ngay tại sao anh Thóng lại chưa lên giáp hộ mệnh. Đúng không ạ? So kèo anh Thóng, Lai Bân và anh Thóng Họa Mi, ai hơn ai? Anh Thóng Họa Mi á? Anh Thóng Họa Mi hay hơn chứ.
Nhưng mà chưa, anh Thắng Họa Mi chưa bao giờ xuất hiện cả. Nhưng mà ai mà chơi game nhiều thì sẽ biết ngay tại sao anh Thắng lại để lại cái giáp bộ bậy. Anh Thắng đã câu kéo được những ai nào? Anh Thắng đã câu kéo được những ai nào? Đầu tiên chúng ta quay trở lại pha này để tôi phân tích đủ đã. Đầu tiên, anh Thắng tìm thấy được tê nhân. Anh Thắng tìm thấy được tê nhân. Nhưng anh đánh thường quả này bị trượt. Anh Thắng đánh thường quả này bị trượt, hơi tiếc. Đấy, cái ông bình luận viên bên Thái bảo à, cái ông bình luận viên bên Đài bảo là anh Thắng không đủ ram mà anh Thắng vẫn lao vào. Tại sao lại tự tin vậy? Tôi xin trả lời luôn cho cái ông bình luận viên Đài. Vì anh Thắng đánh trượt với quả choáng. Còn nếu mà quả choáng đấy mà đánh trúng thì chiêu 1 cũng trúng, đấy, chiêu cuối cũng trúng. Và vì vậy là sẽ tối ưu hóa được ram. Hơi tiếc. Đấy, sau đó là outplay cái kíp nổ của Phoenix bằng cái băng xương. Các bạn phải outplay kíp nổ của Phoenix, không có nổ đau lắm, chết rồi. Sau đó là để lại giáp hộ mệnh. Đấy, vẫn để lại giáp hộ mệnh. Anh Thắng cực kỳ tự tin. Và vì anh Thắng để lại giáp hộ mệnh nên chúng nó mới chơi. Nếu như quả này anh Thắng mà lên cái giáp hộ mệnh thì thử hỏi là chắc gì TDT đã chơi. Khi mà Phoenix đã out giao tranh, khi mà con Ignis đang bị đánh, thì nếu như mà trong trường hợp bâng lên giáp hộ mệnh, chắc gì nó đã chơi. Chắc gì nó đã chơi. Chắc gì Kai'Sa và Ana đã thực hiện tình huống này. Né chiêu, anh Thắng né chiêu. Anh Thắng né chiêu, anh Thắng lên giáp hộ mệnh. Chúng mày vào đây rồi anh sẽ lên. Chúng mày vào đây. Bước vào đây, bước vào đây. Anh Thắng né chiêu. Ờ, thấy thằng Kai'Sa rồi. Lên giáp hộ mệnh. Tại sao tôi lại nói là anh Thắng hay? Ui, bán hai món luôn. Anh Thắng bán hai món luôn lên. Anh Thắng bán hai món luôn để lên liềm lật bệnh. Quay trở lại giao tranh, vả vỡ mồm nó. Tại sao mà tôi lại nói là anh Thắng pha này rất hay? Ngày hôm nay khi xem clip này, các bạn đã hiểu thêm về anh Thắng. Một kẻ rất gian manh, đầy quỷ quyệt, một con buôn đích thực với khả năng farm tiền, và cũng đầy lươn lẹo ở trong khả năng outplay. Anh Thắng chính là anh Thắng. Một phong cách đánh mà chúng ta cũng lâu rồi không được nhắc đến anh Thắng, đó là kỹ năng cao, outplay tốt và gánh mạnh. Xong gì? Đúng không ạ? Gánh mạnh, cảm ơn bạn nhiều. Gánh mạnh. Cái việc mà các bạn không cầm cái giáp hộ mệnh ở trên người, nó sẽ giúp cho đối phương chủ quan hơn. Bài này Eres dùng nhiều. Vì sao? Vì là khi mà Eres đánh ấy, thì Eres luôn luôn là lên một cái huân chương choi. Sau đó trong giao tranh thì Eres mới nhanh tay để lên cái giáp hộ mệnh. Đúng không ạ? À, cái quả mà bâng dùng thương cung kiếm là bâng bấm nút chiêu luôn nha các bạn ơi. Thật ra quả đấy thì nếu như mà nói thì dùng thương khung cũng là đúng rồi các bạn. Quả đấy dùng thương khung, nếu như mà nói là dùng thương khung thì cũng là đúng rồi các bạn nhá. Về vấn đề quả dùng thương khung ấy thì tôi cũng xin nói với các bạn là quả này đây, cho các bạn xem lại quả này một tí. Thật ra quả này dùng thương khung được mà anh em. Anh em thắc mắc gì cái quả dùng nút chiêu này? Cái quả dùng đúc chiêu này ok mà anh em. Đây này. Thật ra cái quả này nhầm. Ok, đây là đúc chiêu rồi anh em ơi, đây là đúc chiêu rồi. Cái này phải thừa nhận nhá. Mặc dù nó là lỗi có thể chấp nhận được. Nhưng đây thực sự là một lỗi nha các bạn nhá. Bởi vì là nhẽ ra là anh Thắng phải là sau khi hết băng xương thì mới được dùng cái thương cung kiếm. Cái này tính là lỗi, nhưng mà lỗi này chấp nhận được anh em nhá, bởi vì tôi dính lỗi này tỷ lần rồi. Thôi tôi thông cảm cho anh Thắng. Cái này tôi thông cảm cho anh Thắng. Lỗi này là đây tính là một lỗi, nhưng mà tôi thông cảm cho anh Thắng anh em nhá. Vì tôi đã làm điều này tỷ lần rồi. Lần đéo nào cầm băng xương với lại cả thương khung kiếm cũng bấm đúc cả hai cái á, cay đéo chịu được. Lần đéo nào ấn đúc cả hai cái. Chứ có lần nào không. Tùng mõm thật sự luôn, tùng mõm chưa có lần nào mà mẹ dùng thương khung kiếm với lại cả băng xương mà không ấn đúc cả. Chưa có lần nào. Tôi thông cảm được anh em ơi. Có xe ra bạo chúa đến từ pha xử lý của anh Thắng. Có xe ra bạo chúa rồi. Quay trở lại với tình huống này. Lúc này thì các thành viên đến từ bên phía sáng tôi bắt đầu đẩy đều đường. Bắt đầu điều lính đến từ anh Thắng và đồng đội. Điều lính tiếp tục điều lính. Tiếp tục hạt điều. Và sau khi mà anh Thắng nhìn thấy đồng đội đã an toàn, quay trở lại đường để solo kill.
Lúc này thì anh Thống solo chỉ cần khéo thôi thì thằng Quy cũng không ăn được đâu, bởi vì anh Thống đã cầm nội tại của Seiza trên người. Và sau đó là tiếp tục là những tình huống thi đấu mà chưa thể ép được vào quá sâu đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Tương đối chậm, pha này tương đối chậm. Khi mà bên phía của TNT ép cũng là khá dẻo. Sài Gòn Phantom vẫn đang có những cú ép mà cũng chưa phải thực sự là chuẩn mực ở trong pha thi đấu này. Nếu so sánh với những gì mà người Thái làm được thì Phantom làm hơi chậm đấy. Nhưng mà không sao, dù sao chăng nữa thì Sài Gòn Phantom cần an toàn và vì vậy họ đánh chậm cũng có thể hiểu được. Với lại cả cái lối đánh của Sài Gòn Phantom từ trước đến nay nó cũng là khá chậm thôi, nó cũng không phải là quá nhanh. Nếu mà xét về ép đường thì Thái là số 1 rồi anh em ơi. Hiện tại ép đường Thái là số 1 rồi. Cứ một con xe ra là đều 3 đường luôn. Không sao anh ơi, trong lúc combat thì thường sẽ spam nút băng xương. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em thông cảm cho anh mà. Đúng rồi, anh em phải thông cảm cho cả anh và anh Bánh nữa. Anh Bánh ấn đúp là bình thường. Anh em nào mà chả quen nháy băng xương đúng không ạ? Không nháy làm sao mà ấn được dễ dàng được. Thế là chúng ta phải thông cảm được, đây một lỗi hoàn toàn chấp nhận được, thông cảm được đến với anh Thống. Còn một đường thôi, Sài Gòn Phantom muốn lấy nốt ở trong pha này. Sài Gòn Phantom chưa lấy nốt được một đường này. Nếu mà đánh giá về ép đường thì phải đánh giá là thật sự luôn là nhìn Thái ép đường nuột hơn so với lại cả bên phía của Sài Gòn Phantom. Buriram rồi đến kể cả là Hydra, cứ một con xe ra là ba đường. Họ ép mượt hơn anh em ơi, họ ép mượt hơn. Họ ép mượt hơn. Bầng khác, tủ mõm khác, ừ thì ai chả biết là tôi khác. Tôi ai chả biết là tôi đánh thua bầng tí. Ai chả biết điều đấy. Ai chả biết là so với bầng thì tôi thua một tí. Nhưng mà không sao. Thôi bỏ qua. Thôi, vấn đề đấy bỏ qua. Quay trở lại phút thi đấu thứ 18. Lúc này thì anh Thống đã mất ra bộ mạch đầu tiên, nhưng mà đội thì đang khỏe. Tuy nhiên thì mới đây được 2 đường, Sài Gòn tôi vẫn chưa có được 3 đường. Một tí thôi. Anh Thắng muốn bắt. Anh Thắng chưa gọi ai lên. Và có vẻ như sẽ là đẩy lính thôi. Đây là lối đánh sở trường của anh Thắng rồi. Trong những thế trận như thế này, khi mà vẫn chưa có được đủ 3 đường, thì các bạn luôn biết rằng là lối đánh sở trường của Lai Bâng đó là quan sát map. Đấy, lúc này anh Thắng sẽ côn gì? Các bạn đã quen rồi, anh Thắng sẽ côn gì? Anh Thống sẽ côn là lùi, các em lùi. Không, thực ra cái giọng của anh Thống sẽ phải khác rồi anh em ơi. Chưa đánh nha. Anh đang lộ sai rồi nha, chưa đánh nha. Nhắc lại lần nữa, chưa đánh nha. Phá nhưng mà chưa đánh nha. Đừng có để tao phải nói nhiều. Né ngay. Anh đẩy lẻ nha. Anh côn đánh rồi đánh nha. Anh em thuộc bài hơn tôi. Những pha như thế này anh Thống sẽ luôn côn đồng đội, đấy là chúng mày im. Chúng mày đánh chết với tao. Về. Để anh đi đẩy lính. Lộ sai. Vâng, và lúc này thì Sài Gòn Phantom đang chiếm được tiên cơ ở đường trên. Khi lần này thì Zero lên thay. Zero và những người đồng đội của mình đã đẩy được tân lính ở đường trên. Nhưng vẫn, đấy các bạn thấy không? Đây là cái sự khác biệt của Sài Gòn Phantom, đấy là họ rất chậm. Tôi khẳng định với các bạn luôn, Sài Gòn Phantom mà có lợi thế, Sài Gòn Phantom sẽ làm rất là chậm rãi rồi. Chờ đợi một sai lầm của đối phương. Một pha thi đấu mà Kai'Sa đã lách được qua bên kia bờ tường, Zero bắt chưa được Kai'Sa. Anh Tùng từ 2019 bên Tùng mõm 8.000 thủ. Anh Tùng thua bâng một tí là đúng rồi. Đúng rồi, vì anh Tùng là người duy nhất trong dàn bình luận viên có mắt khách đấu hàng Real, nên anh Tùng có quyền. Thằng này với thần đồng JPZ 27 tuổi khi đánh giải. Mẹ, thật này nó nói là mình cũng không ngờ được là mình cũng kinh như thế. Thật sự mình cũng chỉ định nói cho vui thôi, mà cái thằng này nó lại còn làm tôi cảm thấy nở mày nở mặt. Quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu này, vụ thi đấu thứ 20, Sài Gòn Phantom vẫn đang hơi bế tắc ở trong việc ép đường, nhưng được cái là đường trên lính đang nảy rất đẹp. Sài Gòn Phantom có 2 tân lính ở đường trên, sẽ ép được tân lính của bên phía đội tuyển TNT, buộc TNT phải lùi về ở trong pha này, không phải lo. Sau đó thì anh Thống tìm thấy được Nolan, nhưng mà khi mà nhìn thấy người thứ hai thì anh Thống chạy luôn. Anh Thống mà chạy thì thật sự luôn không thể nào đuổi được. Xét về khả năng chạy thật sự luôn, anh Thống không thua ai. Anh Thống farm chạy rất nhanh. Đấy, lúc nào mà anh Thống cảm thấy ăn được, lúc đấy anh Thống lại, mày biết bố mày là ai không. Vâng, một phong cách đánh rất cậy đông hiếp yếu đến từ anh Thống, nhưng đấy là phong cách đánh hoàn toàn dễ hiểu các bạn nhé. Anh Thống luôn luôn là như vậy. Đấy, thấy chúng nó đông là anh Thống chạy. Né, anh Thống né.
Anh Thông đang ghi map. Ai đang ghi map ạ? Anh Thống chỗ này nữa. Ai đang ghi map? Anh Thống né được. Để anh Thống né. Để yên anh Thống né. Không bị soi ở trong tình huống thiếu này. Né. Anh Thống đang đứng bồi. Bình tĩnh. Anh Thắng vẫn đang ở trong giai đoạn bình tĩnh. Mày biết bố mày là ai không? Đấy, thôi, không cần phải biết bố em là ai đâu. Chạy đã, từ từ. Đây rồi, có đồ. Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Anh Thắng. Vâng, pha xử lý của anh Thắng, phong cách đánh điển hình của một người chơi mưu mèo. Vâng, anh Thống nhảy vào đâu vậy? Vâng, ăn hết hai mạng, anh ăn hết. Ok chưa? Và đó là 4-0-1, 3 điểm hạ gục. Sau đó thì bên phía của đội tuyển San Antonio vẫn còn cả Helen, cả Phan Hên và cả Zuka. Chỉ mất đi một mình Zero hiến tế. Quá ok, một tình huống quá ok để có thể end game. Và đơn giản thôi, lúc này thì đơn giản thôi, ai cũng có thể chơi được, không phải một mình anh Thống. Vâng, nhảy lùi ra, câu chiêu, né chiêu. Ok, đơn giản thôi, lúc này thì thật sự luôn, thay tùng họa mi vào chắc chắn là win. Ok, nhảy vào cái đầu, anh Thống ăn thêm một mạng. Ok, 5-0-2, anh Thống định đổi đồ cho vui và end game. Đó là Thống Lai Bông, đội trưởng của đội tuyển Saigon Phantom, với một trận đấu cầm Zuka khá mẫu, từ khả năng farm tiền cho đến ui, anh Thống ra rất nhanh để soi xem là mình ra rất nhanh. Anh Thống ra rất nhanh xem mình có được MVP không. Anh Thống được 5-0-2, anh Thống ra soi MVP. Sau đó anh Sống soi ra mình 12% đam, bảo thôi cũng được. Anh Thống đánh rất hay, anh Thống rất cháy, anh Thắng đánh khét lẹt 12% đam. Ok chưa? Ok, anh Thống ok.